Please welcome the mascot of the 2021 SEA Games. Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của những chú sao là linh vật chính thức của SEA Games 2021. Sao la là một trong những loài thú hiếm trên thế giới, sinh sống ở núi rừng Việt Nam và Lào. Lần đầu được phát hiện vào năm 1992, được xếp hạng bảo tồn nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Thông qua mẫu biểu tượng sao la sẽ giúp cho bạn bè trong khu vực và quốc tế biết thêm những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam. Và qua vận động viên của thể thao Việt Nam đang trong vai những chú sao la của Nguyễn để gửi lời chào tới toàn thể quý vị có mặt tại tượng đài thay đổi ngày hôm nay, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình cả nước. Và chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại những hình ảnh cùng những tuyệt vời và đáng yêu như thế này tại SEA Games năm sau ở Việt Nam. Cảm ơn chú sao la rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Xin mời quý vị cùng cổ vũ nhiệt tình cho linh vật của SEA Games Việt Nam được không ạ? Và tiếp theo chương trình để cổ vũ cho chương trình ngày hôm nay, 31 chiếc mô tô tượng trưng cho SEA Games lần thứ 31 mang theo quốc kỳ của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ba cờ của SEA Games sẽ diễu hành ngay sau đây quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và đầu tiên chạy hưởng ứng một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ba tổ chức xin được